Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem chuyên mục Gia Lai 48 giờ của báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nội dung sau. Công an Chư Sê đột kích bắt giữ đối tượng trồng sơ chế cần sa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm chúc mừng Giáng sinh. Ông Bùi Văn Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Bơ. Trao học bổng Vingroup cho học sinh nghèo học giỏi tỉnh Gia Lai. Võ sĩ Phạm Thị Xuân giành huy chương đồng môn quay ở Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Khai trương điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Chư Bứ. Kính thưa quý vị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 12, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai tiến hành đột kích tại một căn chòi có diện tích 12m2 thuộc làng Xê Tơ Mó, xã Công Hợ Tốc, hoạt động nghi đóng gói cần sa. Căn chòi sấy tại đây được dựng bằng khung gỗ, tường bọc giấy bạc có 23 bóng đèn sấy Bendit R125-250W thuộc vườn nhà đối tượng Hồ Văn Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê. Lực lượng công an thu giữ 12kg hoa lá thảo mộc đang được sấy khô, nghi là cần sa. Qua đấu tranh, đối tượng Hồ Văn Anh khai nhận toàn bộ thảo mộc trên là cần sa đã được sấy khô. Công an huyện tiếp tục khám xét, thu giữ tại khu vực nhà ở và chuồng bò của đối tượng, cũng tại địa chỉ làng Xê Tơ Mó, xã Công Hợp Tốc, thu giữ khoảng 1,6kg cần sa đã được sấy khô, 1 cân tiểu ly, 1 máy hàng ni lông, 95 túi ni lông màu trắng bạc, 13 kéo, loại kéo cắt chỉ dùng để thu hoạch cần sa. Tại sau vườn nhà có 60 cây cần sa được trồng trên đất, chưa thu hoạch, 30,5kg gốc rễ, thân, lá, cành cây cần sa, đối tượng bỏ lại sau khi thu hoạch. Theo lời khai của Hồ Văn Anh, vào khoảng tháng 7 năm 2022, đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đặt hạt giống cần sa với số tiền 300.000 đồng, sau đó đem về trồng và chăm sóc trên diện tích khoảng 600m2 vườn nhà tại làng Xê Tơ Mó, xã Công Hòa Tốc. Đến đầu tháng 12 năm 2022, đối tượng bắt đầu thu hoạch, chia thành nhiều đợt cho đến nay. Hồ Văn Anh cho biết việc trồng thu hoạch sơ chế, đóng gói số lượng cần sa với mục đích để bán cho người khác. Công an huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành khám xét, thu giữ niêm phong toàn bộ số tang vật nghi là cần sa và các dụng cụ sử dụng sơ chế đóng gói, tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Anh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh 2022. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tặng quà và lãng hoa của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng lễ Giáng sinh 2022. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo khái quát thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, cũng như biểu dương đồng bào có đạo đã chung sức tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện và xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã động viên toàn thể chức sắc, tu sĩ và tín đồ theo đạo tiếp tục nêu cao tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo và phát huy truyền thống yêu nước gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thi đua góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển. Sáng ngày 19 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Đắk Bơ, tỉnh Gia Lai khóa 4 đã khai mạc kỳ họp thứ 10 nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tại phiên khai mạc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Đắk Bơ khóa 4 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Bơ nhiệm kỳ 2021-2026. Với 24 trên 25 phiếu tán thành, ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Bơ nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 20 tháng 12, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ trao học bổng Vingroup năm học 2022-2023 cho học sinh nghèo học giỏi. Tại buổi lễ đã trao học bổng cho 19 học sinh đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku. Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với nhà trường trao học bổng Vingroup năm học 2022-2023 cho những học sinh còn lại.
Tổng số tiền Vingroup dành tặng cho học sinh nghèo học giỏi toàn tỉnh năm học 2022-2023 là hơn 1,5 tỷ đồng. Riêng các sinh viên nghèo vượt khó học giỏi được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên một năm. Đây là nguồn kinh phí do quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup tài trợ. Chiều ngày 20 tháng 12, tại nhà thi đấu tỉnh Thanh Hóa, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã trao thưởng môn ngoài. Môn thi này có hơn 200 vận động viên của 25 đoàn tranh tài ở 17 bộ huy chương, trong đó có 10 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ. Ở môn quay, đoàn Gia Lai tham gia với 10 vận động viên. Ở 10 hạng cân, hầu hết các vận động viên trẻ ít kinh nghiệm. Do đó, các võ sĩ Gia Lai đã không tạo được nhiều bất ngờ trước các đơn vị mạnh như Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 7 ngày tranh tài, đoàn Gia Lai giành được một huy chương đồng của võ sĩ Phạm Thị Soan ở hạng cân 54-57kg nữ. Bản tin sẽ được tiếp tục với nội dung sau. Sáng ngày 20 tháng 10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Thạch Khôi tổ chức lễ khai trương điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam tại địa chỉ 173 Hùng Vương, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bứ. Điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Chư Bứ nằm trong chương trình triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022 với mục tiêu thúc đẩy việc hình thành chuỗi cung ứng hàng Việt Nam nhằm đẩy mạnh giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản đặc trưng của các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn. Qua đó tạo cầu nối để người tiêu dùng được tiếp cận các mặt hàng nông sản chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý, dần tiến đến kết nối liên kết mạng lưới sản phẩm trên cả nước. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Gia Lai 48 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin cuối tuần.